Xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bảy tổ hợp chính để múa dân vũ bài lòng mẹ, một bài rất là hay. À, nói là bảy tổ hợp nhưng mà hầu như là chúng ta lặp đi lặp lại động tác cho nên là cả nhà mình yên tâm cứ làm quen và đến với cái link múa cùng hướng và tập chậm mình để dưới phòng mô tả, nhấp vào chữ xem thêm là có nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái đoạn dạo nhạc đầu bao gồm 8 câu, 4 câu đi ngang và 4 câu đi lên xuống nha ừ, Câu cuối cùng Câu 8 thì chúng ta đi 6 nhịp thôi nha. Còn cái đoạn dài nhặt ở giữa Thì cũng giống y vậy Nhưng mà chỉ khác có mỗi là Cái khúc 4 câu ở đầu thì chúng ta sẽ đi tay như thế này thôi Nha đó ha, Chúng ta tập luôn nha Rồi 4 câu đi ngang 4 câu đi lên 2, 3 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Cho đến 4, 2,

Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 1 bao gồm 4 câu nhạc 8 như thế này. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta đi 2 lần 2 câu như thế nha. Rồi là hết tổ hợp số 1. Chúng ta sẽ đi luôn. Chân phải đi chéo 2, 3, 1, 2, chân trái chéo lên, 3, 4, chân phải lùi, 5, 6, chân trái lùi, 7, 8. Tiếp tục, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi lại tiếp, 3, 2, 3, 4, 5. 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Rồi Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào tổ hợp số 2 Bao gồm 4 câu nhạc 8 Như thế này 2, 3 1, 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 chúng ta đi thêm một câu nữa là 4 nha, rồi. Chúng ta sẽ tập tổ hợp số 2 nhé. Rồi. Trang phải hình quả trám. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 3, bao gồm 4 câu nhạc 8. 4 câu này chúng ta sẽ được tiếp nối sau tổ hợp số 1 nha. Trong lúc nhảy chúng ta sẽ vận dụng như thế nha. Rồi. Như thế này. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chúng ta đi hai câu, sau đó chúng ta đi tiếp. 3 2 3 4 5 6 7 8 và 4 2 3 4 5 6 7 8 rồi. Chúng ta tập luôn nhé. Rất là dễ. Hai câu đi ngang, một câu vòng tròn và tiếp tục một câu đi ngang giống vậy nữa nhé. Rồi. 2 3 1 2

7 8 Đó như thế nha Nhích cái chân Cái chân phải lên Để chuẩn bị chuyển sang tổ hợp số 4 ha Rồi Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 4 Bao gồm 4 câu cha cha Như thế này 2 3 1 và 2 3 4 5 và 6 7 8 2 và 2 3 4 5 và 6 7 8 và cứ thế chúng ta đi hai câu nữa cũng vậy nha. Chúng ta sẽ đi hai lần hai câu như thế ha. Rồi. Hai ba chân phải. 1 và 2 3 4 5 và 6 7 8 2 và 2 3 4 5 và 6 7

Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 5 bao gồm 4 con trai trai giống nhau nha. Như thế này. 2 3 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8 chúng ta cứ đi như thế. 4 câu nhé. Câu cuối cùng chúng ta đi đến 7 thôi nha. Rồi, ta tập luôn nha. Rồi, chúng ta sẽ đi nhé. 4 câu giống nhau. 2 3 1 2

3 và 4 5 6 7 Rồi Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 6 bao gồm 4 con cha cha như thế này 2, 3 1 và 2, 3 4, 5 và 6 7, 8 2 và 2, 3 4, 5 và 6 7, 8 Chúng ta đi hai lần hai câu như thế là hết tổ hợp số 6 nha. Rồi. 2 3 chân phải 1 và 2 3 4 5 và 6 7 8 2 và 2 3 4 5 và 6 7 8 3 và 2 3 4 5 và 6 7 8 4 và 2 3 4 5 và 6 7 8 rồi Cuối cùng chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 7 bao gồm 4 câu

vì câu số 2 nó có 6 nhịp cho nên chuyển sang câu số 3 chúng ta hãy bước chân cho nó rộng ra để nó bù lại hai nhịp ở câu số số 2 nha. Rồi chúng ta tập nhé. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 bước mạnh nè. 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 rồi như thế Cảm ơn cả nhà mình